quá bức xúc quý cô chú anh chị ơi. Không thể nào tưởng tượng được khi hôm nay gặp trực tiếp em Vũ kể lại sự việc tại sao em Vũ lên phường về mà nghỉ quẩn như vậy, là nguyên nhân như thế nào. Công an phường trả lời với em Vũ đến nỗi mà khiến cho em về nghĩ những cái điều tiêu cực, chán nản, thật là quá bức xúc. Chúng ta hãy chia sẻ mạnh cái video này lên. Em quá bức xúc, em đã đồng hành cùng em Vũ với anh Ngọc đến ngày hôm nay mà nghe em Vũ kể lại là rất là bức xúc luôn. Và đây là những gì em Vũ đi lên phường kể lại tất cả sự việc diễn ra như thế nào. Mở mắt tiếng nha, nào nhìn xuống đi, hơi buồn chứ. Như là chào tất cả mọi người theo dõi trên kênh nhé. Nói chung là hôm nay thì thời điểm này là khá là nắng, cũng 11, 12 giờ trưa rồi. Thì cũng mấy ngày vừa rồi thì không gặp Vũ, cũng được biết là có một vài cái chuyện đã xảy ra sau khi mà Vũ từ cơ quan chức năng về. Có lẽ là trải qua rất nhiều cái áp lực. Vũ có thể chia sẻ là thời điểm hiện tại Vũ cảm thấy thế nào trong chưa? Cái chuyện mà sau khi rồi cơ quan chức năng về rồi, có những cái vấn đề gì không? Vũ có cảm thấy nó có những cái áp lực gì không? Dạ, nói chung là lần khi mà công an phường mời em về làm việc lần thứ hai á, thì lần này cũng như là lần trước là cũng là làm mà khai báo, như là làm bản tường trình rồi ký tên biên bản mà tạm thu giữ tài liệu rồi, thì cũng như trước là nhưng mà lần thứ hai kêu em lên như vậy á, thì thật sự là em nói thiệt em thấy nản. Tại vì nơi lớn rồi. Tại vì trên danh nghĩa giấy tờ là đã đi chứng minh hết rồi, bây giờ em là chủ nhà hợp pháp, nhưng mà nhờ tới với các anh thì chuyện này từ từ giải quyết rồi. Kia bây giờ là nói em là, nói chung là người nhà ở dưới là các anh nói là biết đâu là người ta cũng là nạn nhân như em, là cái chuyện đó. Thì em mới nghĩ là bây giờ trước mắt hiện tại người ta là nạn nhân hay không thì cái chuyện đó thực sự là em chưa biết, nhưng mà trên giấy tờ, trên danh nghĩa là em là chủ nhà hợp pháp, mà bây giờ em lại không được vô nhà. Tại là bây giờ em mới là người cần giải quyết cái này, việc này chính sớm. Em mới là người nạn nhân mà được cần được giải quyết. Cảm thấy giống như là bị tổn thương về cái điều gì đó, đúng không Vũ? Dạ. Mà em cảm thấy là cần là nhìn nhà của mình mà mình phải đi tìm, đi chạy theo, và em cảm thấy tổn thương về cái câu đó là biết đâu người ta cũng là nạn nhân như em, phải không? Dạ. Nhưng mà trong khi là em đã nghe được cái thông tin là nó bây giờ hiện tại là bên đó người ta vẫn chưa giao nhận được một chứng cứ gì chứng minh người ta là chủ nhà. Nhưng mà khi hỏi tới chuyện thì cứ nói em là để từ từ giải quyết. Xong là còn nói em những cái kiểu như là em phải đặt mình vào người ta, là biết đâu người ta cũng là nạn nhân. Nhưng mà trong khi đó bây giờ em là giấy tờ em đầy đủ, em là chủ nhà hợp pháp. Nhưng mà nhà cửa thì nhà của em thì là em là không được ở, em là sống kiểu bất vưỡng ở ngoài. Nhưng mà trong khi người ta đã không có một giấy tờ nào người ta chứng minh người ta là chủ nhà rồi. Nhưng mà công việc nhưng mà với cơ quan chức năng vẫn không giải quyết nhanh được, vẫn để người ta ở trong khi người ta không giấy tờ chứng minh, rồi cứ lúc nào cũng kiểu là nói người ta là để từ từ đó người ta đi xác minh lại. Theo anh thì thế này em này, đó em mới nói thì cũng đúng. Chính em đó, em Vũ bây giờ mới là người nạn nhân, em hiểu không? Đó, em là một đứa trẻ mồ côi, mất cả cha cả mẹ em. Cái quyền lợi của em là được mọi người giúp đỡ đến và giải quyết cho em, cái người nạn nhân, người đầu tiên nhất. Bởi vì em có nhà, em đã sinh ra và em lớn lên ở trong cái nhà đó từ ngày ông nội còn sống đến khi cha mẹ. Và đến năm em 15 tuổi em mới đi, mà bây giờ em quay về căn nhà đó, em bị người khác người ta chiếm mất căn nhà của em đó. Mà em đã đi xác minh được cái giấy tờ đó, nguồn gốc đó là chính xác là ông nội để lại cho em rồi. Mà thì chính em mới là nạn nhân chứ. Đáng ra luật pháp nhà nước mình phải làm việc, phải tích cực chứ. Làm sao để lấy lại căn nhà cho em chứ. Đúng không? Em trục xuất người kia ra, anh không cung cấp được giấy tờ. Tôi mời anh lên, anh cung cấp giấy tờ thôi. Anh không cung cấp được giấy tờ thôi, tôi trục xuất anh ra khỏi để trả cho nhà cho em Vũ mới là đúng chứ em. Đó. Chứ anh thấy em Vũ nói về cũng em buồn, em bức xúc, em về có nghĩa là hờn như là em bị trầm là cảm lại luôn, cho nên anh cũng rất là buồn. Nhưng mà khi mà em mở lời em nói được những cái này thì lúc đó anh rất là bức xúc đó. Tại sao, nguyên nhân gì mà tại sao lại nói là để từ từ làm? Bây giờ để cho em 6 năm trời, em là một đứa trẻ 6 năm trời em sống lang thang vất vả ngoài đường đó. Bây giờ em đòi, em kêu anh đó, hôm nay em nói với cha vợ chồng anh là em lên trên đó em ở.
em lên trên đó em ở. Tuy nhiên là anh hỏi em này, bây giờ em lên trên đó em ở, lỡ có cái chuyện gì xảy ra em ấy chết đi, ai là người chịu trách nhiệm, đúng không em? Lỡ như có những cái vấn đề, lỡ như có cái vấn đề rồi xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm? Mà bây giờ anh cũng không thể cản em được. Bây giờ em cứ nói, bây giờ con nhà con lên, bây giờ con đợi lên cô trước cửa nhà con ở, con đợi công an các bên phường làm việc lấy lại căn nhà cho con thì con vào, chứ con không vào nhà. Khi nào lấy được nhà cho con thì con vào, vì cái nhà này là nhà của con rồi đó. Thì bây giờ anh, vợ chồng anh cũng phải chấp nhận theo ý kiến của cháu thôi, dù rằng rất là nguy hiểm nhưng mà anh cũng rất là lo. Thế nhưng mà thôi, nếu mà có xảy ra những cái gì thì ai là người chịu trách nhiệm vào đây đó? Lúc đầu tiên vợ anh thì cũng không tán thành cho cháu lên đâu, nhưng mà con nó cương quyết như vậy rồi, bây giờ mà không làm để cho nó làm theo ý nguyện nó lại bị mất mãn nữa, rồi lúc nó sinh ra cái tiêu cực lỡ cho con nghĩ giải một cái thì cũng chết nữa. Cho nên anh nói là thôi vợ anh à, thôi con nó dậy rồi mình cứ để cho con đi, rồi thương con thì mình cứ thỉnh thoảng lên mình kèm con sau, hay là lúc nào rảnh lên rồi lo cho con sau. Với cái tình hình hiện tại thì em có cảm nhận hoặc là có suy nghĩ như thế nào khi mà em quyết định lên đó để ở và giống như là ở sát cái căn nhà mà cha mẹ mình để lại? Đến như quyết định em bây giờ, em đã nói rồi là em bây giờ em cương quyết là giờ nhà đó em đã khẳng định được nhà của em rồi. Nhưng mà trước mắt á là bây giờ em sẽ không trực tiếp em vô tới trong căn nhà. Em lên khu đó, em lên trước nhà em ở, hoặc là em ở nhà bạn của mẹ em cho chảnh. Còn như trên chảnh mà nói như trên phường á, hay là cơ quan nhà nước giải quyết như thế nào thì em không biết. Chứ bây giờ hiện tại như mà suy nghĩ của em thôi, bây giờ ông bà cha mẹ mất hết rồi, bây giờ còn có như căn nhà đó coi như là tài sản là ông bà để lại, và coi như là chỗ ở thờ ông bà cha mẹ, mà chuyện này cũng giải quyết chẳng được, căn nhà đó lại không được, thì em nói thiệt là em chẳng biết em tồn tại vì mục đích gì. Thật ra là cái chỗ đó thì mình cũng không biết nó thế nào, cô chú chị và bạn, nhưng mà quá là nhiều cái bức xúc. Đức anh các chị cứ tưởng tượng xem là khi mà nhà mình mà mình phải giống như là cái gì chèn keo đi tìm lại những cái điều gì đó mà phải nói là đi tìm những cái thứ nó thuộc về mình. Em cứ suy nghĩ đi, bây giờ một đứa trẻ nó bị thiệt thòi rất nhiều rồi, mà nó bị tổn thương rất nhiều rồi, bây giờ cái quyền lợi, bây giờ cháu nó đã làm đơn tố giác lên rồi, như đến như thế này rồi, tất cả tại sao mình không vào làm cho cháu, để cho cháu đi, giờ cháu nghĩ đến cái con đường tích tiêu cực như vậy, tại sao cháu lại để cho cháu như vậy đó? Em nghe thấy cháu nói chưa, tồn tại để làm gì, mình sống để làm gì? Trong cái đó cha mẹ chết hết, ông bà chết hết, bây giờ chỉ còn một căn nhà ông, nguyện vọng ông để mà lại cho cháu để cháu thờ cúng, bây giờ bị mất nốt nữa thì cháu, mục đích của cháu sống làm gì đó? Em thấy cháu nói câu đó em nghĩ như thế nào? Cháu bị tổn thương quá nhiều rồi. Anh chỉ nghĩ thôi, hành trình mà cháu đi bộ từ Sài Gòn mà cháu đi ra ngoài, anh đã nghĩ rồi, không cầm được nước mắt rồi, rất là thương con rồi. Về cái điều này thì cô chú chị và bạn có thể thấy rằng là cái cảm xúc của anh Ngọc cũng như là bạn thân em cũng đã trải qua với ba cái biến cố rồi. Cái điều mà mình chỉ hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ xem xét biến cố nào. Chứ còn nếu như mà để cái tình trạng mà những không may cũng lên đó xảy ra những vấn đề gì đó, bị cái người cô kia hoặc những vấn đề nào đó nó gây ảnh hưởng, gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của chúng tôi, và một cái điều mà khán giả cũng như là cộng đồng rất là bức xúc, ai cũng mong cho cũng lấy lại cái căn nhà, nhưng không phải là theo những cái cách tiêu cực. Và đến thời điểm hiện tại thì Vũ vẫn đang thượng tôn pháp luật, vẫn làm tất cả mọi điều có thể, thực ra là làm mọi điều có thể thì hy vọng là có thể lấy lại được cái căn nhà của mình. Vậy thì khi nào thì em sẽ lên đó? Dạ khoảng chừng trong chiều tối nay là em dọn đồ đạc em lên trên nhà em ở lại. Em quyết định là chiều nay. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải cẩn thận nha. Dạ vâng. Đề phòng mọi khả năng nó có thể xảy ra, bởi vì bản thân em thì tất nhiên là em có cái chứng kiến của mình. Còn anh hay là ba Ngọc thì tôn trọng những cái việc mà em làm. Cộng đồng thì cũng rất mong anh Ngọc cũng như là gia đình anh Ngọc là
cũng cái niềm tin, cũng như là đặc biệt là ổn định tâm lý sau những cái biến cố. Quãng thời gian để mà lấy lại cái căn nhà nó sẽ không đơn giản đâu. Và tôi nghĩ là nó sẽ không ngắn đâu. Các anh chị rất mong là mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ của cháu Vũ. Nếu như mọi người vẫn đang có những cái nào đó chưa biết thì xin cô chú anh chị và mọi người muốn giúp đỡ Vũ thì hãy lên chuyển tiền vào số tài khoản. Mình nói thẳng ở đây là số tài khoản của Vũ là 034 819 3683, tài khoản Nguyễn Lê Vũ, ngân hàng MB. Trước khi kết thúc cái video thì anh Ngọc, anh có muốn chia sẻ cái gì trong cái video này không, về cái câu chuyện Vũ tìm lại cái căn nhà của mình? Thì sau suốt kéo 2 tháng trời ròng rã rồi, anh cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi, nhưng mà khi mà thu thập được biết là giấy tờ của cháu hoàn toàn là hợp lệ, căn nhà đó là thuộc quyền về sở hữu của cháu rồi, thì anh đã nhờ đến luật sư để mà cùng hợp tác mà làm với em, để mà làm đơn tố cáo lên các cấp để giải quyết, nhờ các cấp chính quyền rồi công an các cấp để mà lấy lại căn nhà cho em. Rồi thì bây giờ em cũng đã lên làm việc 1-2 lần rồi, thì vừa rồi thì sau cái đợt vừa làm về rồi thì em cũng gần như là em bị trầm cảm lại, tư tưởng em không được thoải mái, thì vợ chồng anh cũng rất lo. Anh cũng có gọi điện cho luật sư để mà anh chia sẻ với luật sư, thì ngay ngày hôm sáng hôm sau là luật sư xuống sớm để mà thăm hỏi cháu. Luật sư xuống thăm hỏi cháu và động viên cháu thì tinh thần cháu cũng đỡ hơn được, đến hôm nay thì cũng vẫn đỡ, nhưng mà dù sao nữa thì cháu cũng không được như trước. Vừa rồi thì anh cháu đi về thì cộng đồng mạng ai cũng nói là anh cần ra đứng để cháu ủy quyền cho anh, mà từ trước đến giờ là anh cũng đã tính anh làm những cái chuyện như vậy rồi, là anh đứng ra anh ủy quyền để mà anh lo cho cháu, để mà anh đi lo cho cháu, nhưng mà nó có nhiều cái mà còn vướng mắc. Cái đầu tiên nhất là cái trăn trở nhất của anh á, về nếu mà anh đứng ủy quyền anh làm cho cháu thì có như nhiều cái trái chiều em ạ. Nhiều khi người ta lại nghĩ khác về vợ chồng anh, khác về cái tình cảm của anh dành cho cháu, cho nên là cũng rất là khó cho anh. Cái thứ hai nữa là anh về pháp luật thì anh cũng không được nắm nhiều lắm, cho nên mà khi mà lên làm trực tiếp thì nhiều khi mình chưa hiểu về luật thì mình cũng hơi khó nói. Cho nên là vợ chồng anh ngay từ lúc đầu thì anh vẫn quyết định là anh nhờ luật sư, nhưng mà mình nhờ luật sư đang làm cho mình là với tư cách là chỉ có nghĩa là thấy cháu là mồ côi, hoàn cảnh miễn như cháu vậy, các chú chỉ là giúp đỡ cho cháu miễn phí thôi. Nhưng mà thực ra bây giờ thì anh muốn là thuê hẳn luật sư luôn, là ủy quyền luật sư làm luôn cho cháu luôn. Nhưng mà khi mà ủy quyền cho luật sư thì cái kinh tế thì mình lại không có, bởi vì thuê luật sư, ủy quyền cho luật sư thì nó không phải là rẻ em ạ. Nếu mà mình thuê ngay luật sư, ủy quyền ngay cho luật sư mà thay mặt mình đi làm tất cả thì nó rất là tốn kém tiền bạc, mình không có đủ tiền, sau này ra tòa nữa mình lại tốn kém tiền bạc ở tòa nữa, cho nên là rất khó khăn về kinh tế. Cho nên anh cũng không dám thuê luật sư, cứ để cho cháu đi như vậy, mà cháu đi như thế này thì cũng không thấy đạt được kết quả. Thì đợt tới này vừa rồi luật sư cũng có nói với anh là thôi để xem đợt tới này thêm phường giải quyết như thế nào, trong vòng 10 ngày nữa thì bắt đầu là em Vũ lại viết một lá đơn nữa đưa lên nữa, thì lúc đó thì tiếp tục mình lại làm đơn đó. Thì cái khó khăn nhất của anh nó là như vậy đó. Còn với cháu thì bây giờ thì cũng hy vọng là anh Ngọc hay là Vũ sẽ cố gắng. Thế còn Vũ thì em cũng có chia sẻ gì trước khi kết thúc video, có muốn gửi tới các cơ quan chức năng hoặc là cộng đồng một đôi lời gì đó không? Dạ em thì trước mắt là em cảm ơn tất cả các ông bà cô chú anh chị, cộng đồng mạng, các mạnh thường quân và các anh đã cùng với ba em hỗ trợ em đi suốt thời gian qua. Và em cũng mong là thông qua clip này là tất cả các anh bên cơ quan chính quyền, cơ quan nhà nước theo dõi được clip này thì có thể là đẩy nhanh tiến độ
quá trình này làm việc tích cực càng sớm càng tốt, đem lấy lại căn nhà. Hy vọng là các cơ quan chức năng, các cơ quan hữu quan sẽ xem được những cái nguyện vọng và những cái chia sẻ. Ngoài những cái bức xúc ra thì hãy nhìn đến những cái nguyện vọng chính đáng. Nói này, cái hướng của con. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó là nguyên nhân như thế nào? Thì quý cô chú, anh chị cũng đã hiểu rõ rồi đó. Tại sao cơ quan chức năng trả lời với em Vũ như vậy? Cho nên rất là buồn luôn. Cho nên hiện tại bây giờ làm những cái lá đơn mạnh tay lên để gửi lên cấp trên để nhờ giải quyết, chứ còn công an phường là thua rồi, không thể nào giải quyết được. Quý cô chú anh chị ơi, hôm nay là xảy ra chuyện như thế này là không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tưởng là cơ quan chức năng giải quyết như thế nào, nhưng không ngờ em Vũ lên làm việc mà cơ quan chức năng còn trả lời với em Vũ rằng người chủ nhà cũng bị hại giống như em. Khi đó là em Vũ là chính chủ ngôi nhà đó. Quá bức xúc quý cô chú anh chị ơi.